Xin chào, tôi có một lô âm ly giá rất mềm cho các bác đây. Hàng về lâu rồi nhưng hôm nay tôi quay giới thiệu qua cho các bác. Lô âm ly này thì nó có giá cơ bản từ 4 đến 5 triệu tùy con. Các cái âm ly này công suất rất lớn và cực kỳ nặng luôn nhá. Âm ly này rất nặng, con nào cũng to nặng. Đó là hai con Sony dưới cùng. Tiếp theo là con Kenwood. Con Sony dưới cùng là mã 333, cực kỳ nặng luôn, con này nặng tầm 25 cân một con. Bên trong cực kỳ gấu luôn. Tiếp theo là con âm ly Kenwood 5020. Con này công suất cũng rất lớn luôn. Và tiếp theo con âm ly Onkyo. Hàng gấu lắm. Rất nặng. Con này có mã là bao nhiêu đây? 710 701D, hàng gấu đấy. Và tiếp theo là con Sansui 507X. Và trên cùng là hai con âm ly của Yamaha có đèn hu rất đẹp luôn. Âm ly này thì tôi để giá mềm, không cao quá đâu, 4,5 đến 5 triệu rưỡi một con. Công suất rất lớn và nặng, rất là to luôn âm ly này. Vâng, xin cảm ơn. Lúc nào tôi có thời gian tôi sẽ quay chi tiết từng con một cho các bác xem, còn tôi quay tổng thể để các bác cảm nhận cho dễ biết trước là tôi có hàng. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Xin cảm ơn.